Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em tới lớp 4 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Cho em xem bài giảng Thầy Liêm, các em hãy giới thiệu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học bài 57 quy đồng một số các phân số trang xong 2 xong 3 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trước hết mình sẽ đến phần khám phá. Giờ bạn Việt nói là mình được 1 phần 4 cái bánh. Ở đây mình sẽ có một cái bánh pizza được chia làm 4 phần bằng nhau và bạn này sẽ được 1 phần 4. Đúng này. Còn bạn Mai nói là mình sẽ được 3 phần 8 cái bánh, một cái bánh pizza hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau và bạn Mai được 3 phần, có nghĩa là 3 phần 8 cái bánh. Giờ bạn Nam hỏi là có cách nào tìm được một phân số bằng 1 phần 4 và có cùng một số của 3 phần 8 không nhỉ? Giờ hôm nay mình sẽ học để tìm một phân số bằng 1 phần 4 và cùng mẫu của 3 phần 8. Ta thấy là một số của phân số 3 phần 8 sẽ chia hết cho một số của phân số 1 phần 4. Đây 8 mình thấy là sẽ chia hết cho 4. 8 chia 4 được 2. Theo tính chất cơ bản của phân số thì 1 phần 4 này mình có thể nhân tử vào 1 cho 2. Đúng rồi. 1 nhân 2 bằng 2, 4 nhân 2 bằng 8. Như vậy có nghĩa là 1 phần 4 sẽ bằng 2 phần 8. Như vậy ta đã tìm được phân số 2 phần 8 bằng phân số 1 phần 4 và cùng một số phân số 3 phần 8. Ta nói hai phân số 1 phần 4 và 3 phần 8 đã được quy đồng một số thành hai phân số 2 phần 8 và 3 phần 8. 8 được gọi là một số chung của hai phân số 2 phần 8 và 3 phần 8 nha. Như vậy là mình có ban đầu mình có hai phân số có một số khác nhau, một phân số là 8, một phân số là 4. Bây giờ mình sẽ tìm một phân số bằng 1 phần 4 và có một số là 8 luôn. Vì mình thấy là 8 sẽ chia cho 4, đúng không? 8 chia 4 được 2. Như vậy theo tính chất cơ bản của phân số thì cái 1 phần 4 các em sẽ nhân tử vào 1 cho 2. Để một số mình sẽ được một phân số mới có một số là 8 được. Đúng không? 1 nhân 2 là 2, 4 nhân 2 là 8. Như vậy ta tìm được phân số 2 phần 8 sẽ bằng phân số 1 phần 4 và có cùng một số phân số 3 phần 8. Ta nói hai phân số 1 phần 4 và 3 phần 8 đã được quy đồng một số thành hai phân số là 2 phần 8 và 3 phần 8. 8 được gọi là một số chung của hai phân số 2 phần 8 và 3 phần 8. Mẫu số giống nhau thì mình gọi là một số chung nha. Hai phân số này có một số do 8 giống nhau thì mình gọi 8 sẽ gọi là một số chung của hai phân số này. Mình sẽ đến phần B, ví dụ quy đồng một số hai phân số 3 phần 4 và 5 phần 12. Mình thấy là hai phân số này có một số khác nhau nhưng mà 12 chia hết cho 4. 12 chia 4 được 3 nên mình sẽ chọn một số chung là 12. Đúng không? Như vậy là 3 phần 4 các em sẽ nhân tử vào 1 cho 3. 3 x 3 bằng 9, 4 x 3 12. Như 3 phần 4 mình sẽ quy đồng lên thành 9 phần 12. Còn phân số 5 phần 12 mình sẽ giữ nguyên. Đúng không? Và giữ nguyên phân số 5 phần 12. Như mình kết luận là quy đồng một số 2 phân số 3 phần 4 và 5 phần 12 được hai phân số là 9 phần 12 và 5 phần 12. Quy đồng một số có nghĩa mình sẽ biến đổi hai phân số có cùng một số thôi. Đúng không? 3 phần 4 thì mình sẽ biến đổi để được là 9 phần 12. Còn 5 phần 12 mình sẽ giữ nguyên. Thì lúc đó mình sẽ được hai phân số có cùng một số là 12. Thì mình nói là quy đồng mẫu số hai phân số 3 phần 4 và 5 phần 12. Ta được hai phân số 9 phần 12 và 5 phần 12 nha. Như vậy các em nhớ các bước thực hiện là mình sẽ tìm một số chung. Đúng. Giờ sau đó mình sẽ có số 3 đây chính là hệ số phụ. 3 phần 4 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho hệ số phụ. Mình sẽ được 9 phần 12 và giữ nguyên phân số có một số lớn hơn là 5 phần 12. Sau đó các em kết luận là quy đồng mẫu số hai phân số ta được hai phân số m được này. Giờ bây giờ mình sẽ qua phần hoạt động. Câu số 1 quy đồng mẫu số các phân số theo mẫu, mình sẽ quan sát mẫu 5 phần 7 và 9 phần 14. Mình thấy là mẫu số chung ở đây chính là 14 vì 14 chia hết cho 7. 14 chia 7 được 2. Như vậy 5 phần 7 các em sẽ nhân tử vào mẫu cho 2. 5 nhân 2 là 10, 7 nhân 2 là 14. Như vậy mình kết luận là quy đồng mẫu số hai phân số 5 phần 7 và 9 phần 14 mình sẽ được hai phân số mới là 10 phần 14 và 9 phần 14 nha. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu A trước, giống theo mẫu nha. Bài làm của mình. Trước hết mình sẽ viết lại cái đề câu A trước nha. Câu A mình sẽ có 5 phần 9 và 11 phần 8. Năm phần 9 và 11 phần 18.
Như vậy ở đây mình sẽ chọn mẫu số chung là 18 vì 18 chia hết cho 9, 18 chia 9 được 2. Như vậy có nghĩa 5 phần 9 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2 nha. 5 phần 9 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2. 5 nhân 2. Và phía dưới 9 cũng nhân cho 2. 5 nhân 2 sẽ bằng 10. 9 nhân 2 18. Như vậy mình sẽ kết luận là cái quy đồng mẫu số 2 phân số 5 phần 9 và 11 phần 8 mình sẽ được hai phân số là 10 phần 18 và 11 phần 18. Được nè. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu B giống như câu A. Giờ mình cũng biết là cái đề chứ. 13 phần 60 và 9 phần 20. Giờ ở đây mình thấy là 60 sẽ chia hết cho 20 nên mình sẽ chọn một số chung là 60. 60 chia 20 được 3. Như vậy 9 phần 20 các em sẽ nhân tử bằng 1 cho 3 nha. Như vậy 9 phần 20 sẽ bằng. Giờ 9 nhân 3. 20 nhân 3. 9 nhân 3 sẽ bằng 27. Giờ 20 nhân 3 là 60. Được. Như là mình xong câu số 1. Câu số 1 kem hiệu bài. Xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến bài tập số 2. Câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình tìm hai con số lần lượt bằng 2 phần 3 và 3 phần 4 có một số chung là 12 nha. Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Như vậy tìm hai con số lần lượt bằng 2 phần 3 và 3 phần 4 có một số chung là 12. Mình thấy là 12 chia 3 được 4. Như vậy mình sẽ chia tử vào mẫu cho 4. Đúng không? Như vậy ta có 2 phần 3 các em sẽ nhân tử vào 1 cho 4 nha. 2 phần 3 sẽ bằng. Mình sẽ nhân tử vào 1 cho 4. 2 nhân 4. Giờ mẫu số 3 nhân 4. 2 nhân 4 bằng 8. Giờ 3 nhân 4 bằng 12. Như mình sẽ được phân số 8 phần 12. Đúng rồi. Tiếp theo 12 chia 4 được 3. Như 3 phần 4 mình sẽ nhân tử vào 1 cho 3. 3 nhân cho 3. 4 nhân 3. 3 nhân 3 bằng 9. 4 nhân 3 12. Như vậy mình kết luận là hai phân số lần lượt bằng 2 phần 3 và 3 phần 4 có một số chung 12 là 12 chính là hai phân số này. Được rồi. Wow. Hai phân số lần lượt bằng 2 phần 3, 3 phần 4 và có mẫu số chung là 12 là hai phân số 8 phần 12 và 9 phần 12. Đúng rồi. 8 phần 12 và 9 phần 12. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiệu quả cho xong hết video hãy biết kem hiệu quả.
Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng giờ hãy bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liên, kênh sau nó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liên. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.